Mình email cho một con mụ giáo sư của mình 5 lần 7 lượt. Nó không dễ email. Có cái tâm bạc thì luôn là một cái phương pháp khác hơn. Buongiorno, tutti benvenuti al mio canale. Xin chào các bạn đang xem clip của mình. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. À, nếu mọi người chưa nhấn đăng ký hãy nhấn đăng ký kênh của mình nha. Và nhấn đăng ký tất cả các social media của mình sẽ để link ở dưới phần description box để cho mọi người nhấn đăng ký. Nói xong líu cả lưỡi. Đấy, mượn quả mũ này của bạn mình có ok là không? Chắc là trông một ngáo. Ok, vào vấn đề chính. Lâu lâu không làm cái clip mà chit chat ngồi small talk cho mọi người, chia sẻ về cuộc đời, chia sẻ về kinh nghiệm, chia sẻ về hầu hết là tất cả mọi thứ luôn cho mọi người. Lâu lắm rồi ấy, khoảng bao nhiêu? Lâu rồi, mình chả nhớ nữa, chắc là hơn một tháng. Ừ, hơn một tháng thì mình mới ngồi xuống kiểu làm cái clip để chia sẻ cho mọi người về những vấn đề mình phải đang gặp phải. Có khi là hơn chứ, lâu cũng không nhớ. Đợt này cũng stress nhiều chuyện nữa nên là chia sẻ cho mọi người để mọi người cũng đang gặp phải vấn đề này thì mọi người thấy là mọi người không alone và có mình ở đây để giúp đỡ mọi người. Xem clip của mình thì mọi người sẽ giải trí này, phần nào giúp được cho mọi người thoát khỏi những cái vấn đề tâm lý. Dạo gần đây nhá, mình stress học kinh khủng khiếp. Stress chuyện học kinh khủng khiếp. Mọi người không thể tưởng tượng được đâu. Mình email cho con mụ giáo sư của mình 5 lần 7 lượt, nó không dễ email. Mình email cho International Welcome Desk, nó dễ email của mình, nó xong lại chuyển sang cho thư ký khoa. Xong thư ký khoa lại bảo là mày chả nhắn tin cho, à nhầm, giáo sư chứ. Thì nhắn tin cho giáo sư xong thì giáo sư 5 tháng, 4 tháng vẫn không trả lời email. Ôi xỉu. Mình muốn đâm con mụ giáo sư mất. Không hiểu giáo sư kiểu gì không check email của học sinh luôn. Như này cú tên không? Ôi nhạc. Ok, nhiều lúc mình bảo với cả bạn mình là mình đang học Harvard ở Ý sao ấy. Nó khó kinh khủng khiếp. Còn nó mấy môn cuối cùng thôi thì toàn mấy môn khó để chốt cuối cùng để thi ấy. Thì nó khó kinh khủng khiếp mọi người ạ. À, ôi mọi người không thể tưởng tượng nổi đâu. Đấy nên là đợt này học đang quá stress. Xong rồi sắp tới chuẩn bị thi nữa. Đấy là một vấn đề. Xong vấn đề kiểu nhà cửa các thứ nữa. Ui, mọi người có thể tưởng tượng được là nó gộp về mấy quả bill cho mình. Ngày xưa mình nghĩ là kiểu trả tiền nhà thôi, nhưng mà không. Bây giờ mình ấy thì mình còn phải trả bill này, trả điện nước wifi đấy, kiểu kiểu như thế. Nhưng xong rồi đợt mùa đông vừa xong ấy, bật sưởi nhiều ấy, nó gửi cho đốt mấy quả hóa đơn vào mồm, ăn vào mõm thì ối giời ơi. Bye. Ai mà ở châu hoặc là ai ở Ý ở Pháp đấy, các thứ thì biết kiểu ăn kiểu bột mấy quả bill vào mồm ấy đúng không? Ở Đức nữa đấy thì biết mấy quả bill kiểu kiểu như thế đúng không? Đấy xong rồi nó gộp vào đến một lúc ấy, chuyện học này, xong chuyện nhà cửa này, xong rồi đợt vừa xong ấy mình thèm đồ ăn Việt kinh khủng khiếp luôn. Đợt ở Ý vẫn còn ở Ý kinh khủng khiếp, mình thèm lắm ấy, nhưng mà cuối cùng là không có đồ ăn cho mình. Thì đợt này mình sang Pháp là may là có nhiều đồ ăn để coi như là bù đắp những cái tinh thần mà những cái tháng này mình phải trải qua ở bên Ý. Mình, mọi người nhìn bụng mình này, vẫn còn hơi mù. Nhưng mà đợt này mình đã lên được 59 cân. Đợt trước là năm ấy, năm 7, năm 8 gì đấy. Mọi thứ nó cũng sắp mở lại rồi. Nên là mình nghĩ đây là cái clip mà chia sẻ depressed để cho những người nào đang gặp phải giống mình. Thì mọi người biết là mình cũng depressed thôi. Nhìn mình cười này nhưng mà đang rất stress. Du học sinh ý, mọi người nhìn thấy ở trên mạng mà thấy nó present ở trên social media là một kiểu khác. Nhưng đằng sau mọi người không biết được đâu nha. Mọi người không biết là người ta đang trải qua những vấn đề gì đâu nha. Nên mọi người đừng vội đánh giá người ta nhé. Học rồi, vấn đề nhà cửa rồi. Và bây giờ đến vấn đề YouTube. Buồn, ơi là buồn. YouTube của mình không hiểu sao mà càng ngày lại càng đi xuống. Mình không biết luôn, không biết tại sao luôn. Oh my god. Không biết là mọi người chán không xem hay là như nào gì đấy. Nhưng mà đợt này thì mọi người không thấy nhiều view lắm như đợt trước. Đợt trước thì nhiều view hơn. Không biết là lý do vì sao. Nếu mọi người xem clip này, mọi người hãy comment phía dưới cho mình biết để biết là lý do vì sao mọi người dạo này không xem clip của mình nha. Vì mình cũng theo một cái format các thứ liên tục như thế mà không hiểu vì sao. Mà thôi vẫn phải cố gắng đúng không? Vì mình vẫn có những cái bạn từ ngày đầu tiên là xem clip của mình đã ủng hộ mình rồi. Nên là bây giờ mình sẽ làm những clip này để cho những bạn để xem. Không sao hết. Thì mọi người sẽ bảo là tại sao thằng dở hơi này nó lại ngồi dưới đây, nó lại nói những cái vấn đề này, nó lại làm cái clip này. Nhiều vấn đề quá nên là nó gộp vào. Stress nhiều hôm, stress không ngủ được. Nhiều lúc stress cũng muốn bỏ về lắm đấy chứ, nhưng bỏ đâu có được.
bỏ nào đâu có được đúng không? Vì bỏ bây giờ còn nhiều cái nữa, không có bằng, không có này nhưng xong rồi tốn bao nhiêu năm học ở bên này như này như kia, bây giờ bỏ thì phí ra. Có cái tân bằng thì luôn là một cái phương án backup vẫn hơn. Nếu mà mọi người không có bằng thì mọi người sẽ không thể vượt qua cái vòng tuyển dụng của các nhà tuyển dụng được. Mình biết là có bằng không phải là tất cả, nhưng mà mình là một người tăng bằng là một cái quan trọng để vượt qua được phỏng vấn đúng không? Chứ bây giờ mọi người mà đi xin việc thì mọi người mà không bảo là không có cái bằng thì mọi người đồng ý mình với ý kiến đấy không? Nhà tuyển dụng luôn là phải có một cái bằng đấy, nói chung là có một cái bằng, không cần biết là bằng gì. Mọi người có thể học ABCD nhưng cuối cùng mọi người làm EXYZ đều được, nhưng mà nói chung là có cái bằng thì cái path, cái con đường mọi người đi làm cũng dễ hơn nhiều. Bằng không phải là tất cả nhưng mà nó là một con đường để mọi người dễ đi hơn, vì mình cũng không phải giỏi lắm ấy, nên là có cái bằng là backup plan vẫn hơn là không có đúng không? Nên là muốn bỏ không bỏ được, muốn rút cũng không rút được. Mà ai đang gặp trường hợp giống mình thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Mặc dù mình cũng còn mấy môn nữa thôi, là mình cũng tốt nghiệp thôi chứ cũng không phải là nhiều lắm, nhưng mà cái sức ép mà bạn bè xung quanh mình ấy đang tốt nghiệp rồi, đang sắp tốt nghiệp xong rồi mọi người đi làm hết rồi ấy. Nhiều người thì đẻ con đẻ cái, ngồi nghĩ là không có áp lực đến mình đâu, nhưng mà khi mà mọi người trên social media mọi người cứ present những cái hình ảnh như thế thì kiểu gì cũng nhiều cái việc đè nén lên mọi người, là mọi người phải suy nghĩ về vấn đề đấy đúng không? Đúng không? Mọi người đồng ý với mình không? Xong rồi, chưa học xong mà bây giờ ai hỏi, gặp một câu hỏi là bao giờ tốt nghiệp và tốt nghiệp xong có ở lại bên này nữa không? Oh my god. Thì mình đã nói từ những cái video đầu tiên mình làm clip rồi đó, có cơ hội thì ở lại, còn không thì đi về. Easy với mình nó là easy, chứ không phải là đặt nặng vấn đề như nhiều người muốn kiểu sống chết phải ở lại. Nhưng mà bây giờ còn chưa biết là bao giờ tốt nghiệp nữa. Cái vấn đề đấy thì không phải lên đi. Nhờ tốt nghiệp được tính tiếp đúng không? Hôm nay là một ngày rất là moody, trời thì mưa, nên là mình ngồi xuống đây để làm cái clip này, để chia sẻ cho mọi người. Mình không muốn làm quá dài clip này đâu. Cái lap mình dạo này cứ bị đơ đơ ấy, bật nó không lên mọi người ạ. Đi chuột nó không ra này. Nói chung là nếu mọi người là du học sinh thì mọi người sẽ phải trải qua những cái vấn đề này. Nên là mọi người mà có những tâm lý yếu ý, thì hãy nên cân nhắc về việc đi du học nhá. Nghe rất là xáo rỗng nhưng mà mọi người hãy cân nhắc về việc tâm lý. Vì nếu mọi người không có tâm lý vững thì xin lỗi mọi người, là mọi người có khả năng sẽ phải bỏ về á. Đấy là sự thật. Mình cũng nghe một vài câu chuyện mọi người đã bị bỏ về rồi. Có mình ở đây rồi thì đừng mắc phải cái sai lầm đấy nha. Không có lại đến lúc lại tiến mất tật mang thì khổ mọi người ra. Nhiều lúc ấy mình với cả bạn mình chỉ bảo là ôi đi làm fail, lấy tí vốn rồi học xong này, rồi học xong xong rồi có tiền đóng tiền nhà cửa các thứ rồi làm xong lấy một tí làm vốn, xong rồi học xong rồi đi làm thôi, làm sao đâu đúng không? Easy mà. Nhưng easy not that easy nhá. Mọi người nghĩ làm fail là dễ à? Ôi giời ơi, nghĩ ra tìm phát là có người để mà đút tiền vào mồm gì mà. Đấy, lấy tiền đi, làm fail. Hay là thích làm như kiểu mấy vụ ở Sunny karaoke như trước ấy, trông kinh. Kinh không phải tưởng tượng nữa. Đây à, thôi. Còn đây là cũng ok la rồi đấy. Thì chia sẻ một ít về tâm sự ngắn về những thứ mà mình phải đang trải qua, và maybe là mọi người cũng đang trải qua thôi. Nhưng mà cũng muốn phải là chia sẻ được lên cho trên YouTube các bạn follow của mình để các bạn thấy được là cuộc sống của mình bên này như thế nào. Cũng không phải là như kiểu là đi du học là sướng, cũng không phải là mọi người nghĩ đơn giản. Khi mà sống ở bên này có rất là nhiều cái trắc trở và những cái khó khăn mà sống bên này, đặc biệt là tâm lý chứ không phải là mỗi về vấn đề học hành đâu. Cái channel của mình luôn luôn là mang đến những cái điều tích cực, là mang đến những cái điều mà vui tươi, luôn mang những nụ cười để cho mọi người xem clip của mình, mọi người giải trí. Mặc dù clip nó có hơi down một tí như hôm nay, kiểu nó hơi chill một tí, nhưng mà không sao vì có mình ở đây rồi, mình sẽ luôn giúp đỡ mọi người trong bất kỳ trường hợp nào mọi người đang phải trải qua. Nếu mọi người có gì chia sẻ thì hãy comment phía dưới cho mình biết, và hãy DM trên Insta và inbox trên Facebook của mình. Biết đâu mọi người ngại đúng không? Thì clip đến đây là hết rồi. Nếu mọi người thích clip này, đừng quên nhấn like, share comment phía dưới cho mình biết, và đừng quên nhấn đăng ký kênh của mình cũng như nhấn đăng ký tất cả mạng xã hội của mình. Và hẹn gặp lại mọi người những video sắp tới nha. Ciao.